Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã tiếp đoàn Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tới thăm chúc Tết. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các vị hòa thượng, thượng tọa trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai đã đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả cho xã hội, cho đất nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là quá trình chung tay góp sức cùng nhà nước, chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Đúng theo phương châm hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Phát biểu trong buổi tiếp đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tới thăm chúc mừng nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, đồng chí Trương Thị Mai đã bày tỏ mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để góp phần đưa Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu kép vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống cho nhân dân. Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt đường hướng của giáo hội, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.